Để chuẩn bị cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023, sáng ngày 27 tháng 8, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Song Hai đã phối hợp ra quân thực hiện vệ sinh môi trường. Tham gia buổi ra quân có 38 đồng chí lãnh đạo đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Ban Chỉ huy quân sự thành phố, cùng lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ công chức, dân quân tự vệ xã, giáo viên trường mầm non Song Hai và đông đảo đoàn viên hội viên các hội đoàn thể, nhân dân trên địa bàn xã Song Hai. Kiểm tra và động viên lực lượng có các đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại buổi ra quân vệ sinh môi trường, các lực lượng đã thực hiện phát quang toàn bộ cỏ dại, thu gom rác thải trên dọc tuyến đường Thân Khuê, đường Trần Hưng Đạo, núi đường Thân Khuê, khu vực một số thôn chuẩn bị thực hiện thực binh diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Bắc Giang năm 2023. Tại buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Chí Hải, đồng chí Nguyễn Hữu Đính đã biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng của cán bộ, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, Ban Chỉ huy quân sự thành phố và các lực lượng của xã Song Mai trong việc thực hiện tham gia vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần thiết thực xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2023, nhằm góp phần cho cuộc diễn tập thời gian tới thành công tốt đẹp, tô thắm thêm tình quân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh.